tuổi hưu mong muốn mà việc tích lũy chưa đủ, anh chị cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch hưu trí. Ví dụ như kéo dài thời gian làm việc, giảm bớt chi tiêu dự tính hoặc lên kế hoạch thanh khoản dần một vài tài sản nếu cần. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tài chính thông minh. Tôi là Đặng Thùy Trang, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Gia sản FIDT. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi về trường hợp các gia đình trẻ nên chuẩn bị như thế nào cho những năm hưu trí. Việc chuẩn bị tài chính cho hưu trí nên xuất phát từ mục tiêu cụ thể, đó là xác định mốc thời gian nghỉ hưu và số tiền cần có cho kỳ nghỉ hưu. Trường hợp gia đình anh Lâm, anh chị cần chuẩn bị một khoản tiền là 7,8 tỷ đồng để trang trải chi tiêu hàng tháng trong 25 năm tuổi hưu, từ 60 đến 85 tuổi. Con số tạm tính này chưa bàn đến các chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe, những thay đổi trong nhu cầu chi tiêu tuổi hưu như chi tiêu cho các chuyến đi du lịch hoặc các mục tiêu tài chính khác như trường hợp anh chị muốn để lại tài sản thừa kế cho hai con. Có thể thấy đây là con số không nhỏ và cần có sự chuẩn bị từ sớm. Trước hết, anh Lâm nên đánh giá lại toàn bộ bức tranh tài chính của gia đình về nguồn thu nhập, chi tiêu đến tài sản và tình hình vay nợ hiện tại. Anh chị hãy cân nhắc, ưu tiên các mục tiêu từ ngắn hạn đến dài hạn, xác lập các phương thức quản trị rủi ro trong trường hợp có nợ vay phải trả, hoặc tái cơ cấu tài sản để hiệu quả cao hơn. Quan trọng, vợ chồng anh Lâm đang ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp, anh chị hãy tìm cho mình những cơ hội phù hợp để nâng cao thu nhập, tăng thặng dư cho gia đình, đẩy nhanh quá trình tích lũy tài sản. Tùy vào khẩu vị rủi ro của mình trong từng giai đoạn, anh chị có thể lựa chọn nhiều sản phẩm đầu tư đa dạng. Cụ thể, trong những năm 30-40 tuổi, anh chị có thể cân nhắc lớp tài sản có hiệu suất tăng trưởng kỳ vọng từ khá đến cao và phân bổ tài chính theo một tỷ trọng phù hợp, tránh dồn trứng vào một rổ. Gần về những năm nghỉ hưu, anh chị có thể chuyển dần sang các sản phẩm có độ rủi ro thấp hơn, tính thanh khoản cao hơn. Quan trọng, định kỳ hàng năm, anh chị hãy xem xét đánh giá lại mức tăng trưởng tài sản và điều chỉnh kế hoạch nghỉ hưu tương ứng. Lưu ý các yếu tố liên quan như tình hình kinh tế xã hội, lạm phát, v.v. Trong quá trình tích lũy, vợ chồng anh Lâm có thể hướng đến các sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền bù vào thu nhập trong giai đoạn nghỉ hưu, ví dụ như sở hữu một căn hộ rồi cho thuê, nhận thu nhập mỗi tháng. Tuy nhiên lưu ý, anh Lâm cần có kế hoạch đầu tư phù hợp cho dòng tiền thặng dư này nếu có. Hoặc anh chị có thể tham gia một kế hoạch bảo hiểm nhân thọ dành riêng cho mục tiêu hưu trí và bắt đầu tích lũy từ sớm. Đến khi nghỉ hưu, anh chị có thể trích dần số tiền khả thi có trong tài khoản tích lũy để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng. Việc đầu tư trong lúc nghỉ hưu sẽ hướng đến mục tiêu duy trì hiệu quả, tăng trưởng ổn định của tài sản. Tùy tình huống thực tế của gia đình, nếu gần đến tuổi hưu mong muốn mà việc tích lũy chưa đủ, anh chị cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch hưu trí. Ví dụ như kéo dài thời gian làm việc, giảm bớt chi tiêu dự tính hoặc lên kế hoạch thanh khoản dần một vài tài sản nếu cần. Đối với hoạch định hưu trí, bắt đầu từ sớm luôn là một lợi thế lớn cho việc tích lũy tài chính và chuẩn bị cho những năm tuổi hưu sung túc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Nếu bạn cần lời khuyên về quản lý tài chính hay đầu tư, đừng bỏ lỡ các chương trình Tài chính thông minh trên laodong.vn. Cũng đừng ngần ngại đặt câu hỏi với chúng tôi qua hotline và email của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!